Vâng, những chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản sẽ được Ngọc Gia Ban vận chuyển như thế nào qua những cầu thang nhỏ và hẹp? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trong clip ngày hôm nay, anh em nhân viên bên giao hàng lại tiếp tục có mặt ở ngã ba cây đa Sài Thị, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên và chia sẻ thêm một chút về lịch sử. Thì cây đa Sài Thị là một trong những cái di tích chứng nhận nơi đây là nơi thành lập ra chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Và cũng rất vinh dự cho nhân viên của Ngọc Gia Ban ngày hôm nay có mặt tại cửa tiệm tạp hóa của nhà chị Nan và anh Hợi để có thể là bàn giao cho anh chị chiếc SKS 5600. Và cửa hàng tạp hóa của anh chị thì cũng rất là rộng, nhưng do về bày rất là nhiều các sản phẩm và mặt hàng nên về cái diện tích không gian đi lại nó cũng bị hạn chế. Và ngày hôm nay thì cũng rất vui cho Ngọc Gia Ban được sự hỗ trợ của anh Nợi để có thể là đưa cái chiếc ghế SKS 5600 lên tầng 2 cho anh chị. Và bên cạnh đó thì kết hợp với chuyên môn và trình độ, đó chính là cõng những cái chiếc ghế massage lên cầu thang của nhân viên giao hàng của Ngọc Gia Ban thì sẽ di chuyển được những cái chiếc ghế qua nơi có địa hình nhỏ cũng như là phức tạp hơn rất là nhiều. Thế này. Cao lên nhá. Nào. Từ từ nhá, để lấy lái nhá. Vâng. Nào từ từ. Nhân cao chứ đây, bằng ít cái ngao chứ đây. Bướng bướng. Từ từ nhá. Nó mắc này. Qua đây. Qua đây. Từ từ nhá. Từ 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 từ. Chân loạn á. Và cũng nhờ một phần lớn sự hỗ trợ của khách hàng, đặc biệt là của anh Nợi đây, kết hợp với trình độ chuyên môn giao hàng cũng như là vận chuyển. Và lúc này thì anh em cũng đã chuyển được cái chiếc ghế SKS 5600 lên tới tầng 2 cũng như là phòng ngủ của anh Nợi. Và theo như chia sẻ của anh Nợi thì anh là một người rất chuyên về cái bộ môn cầu lông. Và theo như anh nghiên cứu cũng như là tìm hiểu thì sau khi mà chơi xong thì các cái bộ cơ ở trên cơ thể của mình nó sẽ rất là căng. Vì vậy là có những cái thiết bị để có thể là làm giãn cơ thư giãn hơn để có bổ sung được cái năng lượng để cho vào những cái cuộc chơi tiếp theo. Và khi đó thì anh cũng đã có nghiên cứu về những cái dòng ghế tại Việt Nam cũng như là ghế nội địa. Và cuối cùng anh đã quyết định lựa chọn những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản tại Ngọc Gia Ban để có thể sử dụng. Và theo những nghiên cứu thì anh thấy mẫu SKS 5600 là một trong những mẫu rất là được nhiều người dùng. Và cuối cùng anh đã quyết định sử dụng và lựa chọn. Và lúc này thì nhân viên của Ngọc Gia Ban đã lắp đặt xong chiếc ghế cũng như là hướng dẫn anh Nợi để có thể là sử dụng được cái chiếc ghế một cách tối ưu nhất, từ về các bài đánh tự động toàn thân cũng như là về cách nâng hạ cái chiếc ghế và sử dụng các cái tính năng. Hông eo, lưng, bài thứ tư bài kéo giãn. Đấy, bài thứ năm là bài thư giãn, thì là thường thường anh sẽ dùng bài toàn thân nha. Mình cần bấm vào đây thôi. Đó. Thì khi mình chọn thì là sẽ có thao tác này. Và sau khi đã hướng dẫn xong anh Nợi về cách sử dụng thì sau đây thì nhân viên của Ngọc Gia Ban sẽ hướng dẫn anh về cái cách vệ sinh những cái chiếc ghế sau một thời gian dài sử dụng cũng như là sau cái thời gian mà anh sử dụng khi mà chiếc ghế nó có bám bẩn bằng những cái dung dịch vệ sinh hay là những cái phương pháp đơn giản bằng một chiếc giẻ lau thông thường để anh có thể là vệ sinh theo như cái lịch của mình cũng như là khi mà chiếc ghế nó bị bám bẩn. Và lời cuối cùng, Ngọc Gia Ban kính chúc anh chị cũng như là đại gia đình luôn có một sức khỏe tốt.